tất cả các cô, em tên là Nguyễn Thị Thu Phương, giáo viên trường mầm non 11, thành phố Đà Lạt. Như chúng ta đã biết, ứng dụng công nghệ thông tin là một phần không thể thiếu trong giảng dạy. Có rất nhiều phần mềm để thiết kế bài giảng, và phần mềm mà ai cũng biết đó là phần mềm Microsoft PowerPoint. Với phần mềm này, chúng ta có thể thiết kế những trò chơi, những hình ảnh phù hợp với bài giảng để gây hứng thú đến trẻ. Nhưng không chỉ đơn thuần là tạo hiệu ứng cài đặt sẵn, mà bây giờ trẻ có thể thỏa thích kéo thả theo khả năng tư duy và sáng tạo của mình. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Xin chào tất cả các cô, sau đây em xin chia sẻ đến các cô cách làm trò chơi ghép tranh. Ở trò chơi ghép tranh này, chúng ta sẽ tạo ra những mảnh ghép rời như vậy. Và nhiệm vụ của trẻ là sẽ ghép những mảnh ghép rời này tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và để tạo ra được những mảnh ghép như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một slide mới. Để tạo ra được những mảnh ghép như vậy, chúng ta sẽ sử dụng lưới. Các cô sẽ vào View, chọn Ruler, chọn Guided. Sau đó giữ Control để kéo lưới ra. Các cô chia bao nhiêu mảnh thì tùy ý của mỗi người. Ta sẽ giữ Control và kéo thanh lưới này ra. Em sẽ chia làm 4. Và tương tự như vậy, ở thanh ngang này chúng ta cũng giữ Control và kéo ra. Và sau khi tạo ra được những đường lưới này rồi, tiếp theo các cô sẽ vào Insert, chọn Shape. Sau đó các cô sẽ vẽ ở đây. Các cô đã có một hình vẽ làm chuẩn rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Sau đó các cô hãy nhân hình vẽ ra làm 4. Rồi, sau khi nhân làm 4 rồi thì các cô sẽ đổi màu cho từng mảnh ghép một. Tương tự như vậy, các cô cũng sẽ đổi màu để tí nữa chúng ta sẽ dễ làm hơn và dễ phân biệt. Sau khi đổi màu xong thì bước tiếp theo chúng ta sẽ cùng tạo những mảnh ghép lõm hoặc lồi. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một mảnh ghép có hai phần lồi ở đây. Chúng ta sẽ tách những mảnh ghép này ra. Sau đó các cô sẽ vào Insert, chọn Shape, chọn hình tròn oval. Và bây giờ để vẽ hình tròn oval, các cô nhớ là giữ phím Control để kéo hình tròn ra cho tròn. Và một điều lưu ý là để hình tròn có đều nhau thì chúng ta sẽ tiến hành nhân hình tròn ra làm nhiều cái để sử dụng cho những lần sau. Các cô là nhớ là sẽ giữ phím Control để nhân những hình tròn này ra. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo mảnh ghép đầu tiên có hai phần lồi ở đây. Các cô sẽ đưa hình tròn vào đây. Và các cô có thể di chuyển hình tròn tùy ý các cô, có thể đặt ở đây hoặc ở đây, tùy theo ý tưởng của mỗi người. Và bây giờ các cô sẽ giữ Control, chọn mảnh ghép màu hồng, chọn hình tròn, chọn hình tròn. Sau đó chọn Format, chọn Master Shape, chọn Union. Và như vậy chúng ta đã có một mảnh ghép và hai phần lồi ở đây. Tương tự như vậy,
Sau khi tạo mảnh ghép được có phần lồi rồi, thì chúng ta sẽ tạo phần lõm. Chúng ta sẽ tạo mảnh ghép màu vàng có phần lõm để cho mảnh ghép màu hồng và mảnh ghép màu vàng có sự liên kết với nhau. Các cô sẽ di chuyển mảnh ghép màu vàng vào đây. Sau đó vào chọn chuột phải, chọn Send to Back. Tiếp theo, các cô sẽ giữ phím Ctrl, chọn hình tròn và nhân hình tròn ra. Sau đó, chúng ta sẽ tạo phần lõm cho mảnh ghép màu vàng. Các cô di chuyển hình tròn vào đây. Tiếp theo, các cô cũng giữ phím Ctrl, chọn mảnh ghép màu vàng, chọn hình tròn màu xanh, chọn Format, chọn Master Shape và chọn Flatten. Bây giờ, các cô hãy di chuyển mảnh ghép màu vàng ra. Ở đây, các cô quan sát có đường cắt màu vàng rồi, các cô sẽ xóa hình tròn màu vàng này. Và đây, hai mảnh ghép đã cắt. Đó, các cô quan sát kỹ, chúng ta đã có được phần lõm trên mảnh ghép màu vàng. Các cô di chuyển vào đây. Tương tự như vậy, để liên kết giữa mảnh ghép màu hồng và mảnh ghép màu xanh, các cô cũng tạo một phần lõm cho mảnh ghép màu xanh. Các cô di chuyển mảnh ghép màu xanh vào đây. Chuột phải, Send to Back. Tiếp theo, di chuyển hình tròn vào đây. Các cô nhớ là di chuyển cho khớp nhé. Để tạo phần lõm cho mảnh ghép màu xanh này, các cô cũng giữ phím Ctrl, chọn mảnh ghép màu xanh, chọn hình tròn, chọn Format, chọn Master Shape và chọn Flatten. Tương tự như vậy, ở phần lõm thì các cô nhớ là chúng ta sẽ xóa. Các cô sẽ xóa cái phần tròn này đã cắt đi nè. Đó, chúng ta đã có một phần lõm ở mảnh ghép màu xanh. Tương tự như vậy, tùy theo ý tưởng của mỗi người, chúng ta có thể tạo tiếp một phần lõm ở đây hoặc là phần lồi ở đây cho mảnh ghép màu xanh. Thì là tùy theo mỗi người. Tiếp theo, em sẽ tạo phần lồi cho mảnh ghép màu xanh. Các cô sẽ di chuyển hình tròn vào đây. Sau đó, các cô giữ phím Ctrl, chọn mảnh ghép màu xanh, chọn hình tròn, chọn Format, chọn Master Shape và chọn Union. Đây, chúng ta đã có một phần lồi cho mảnh ghép màu xanh. Để tạo sự liên kết cho mảnh ghép màu xanh và mảnh ghép màu đỏ, thì các cô sẽ tạo một phần lõm cho mảnh ghép màu đỏ để liên kết giữa phần lồi của mảnh ghép màu xanh và mảnh ghép màu đỏ với nhau. Các cô tương tự như vậy, giữ phím Ctrl và kéo hình tròn này ra. Sau đó, để tạo phần lõm, các cô sẽ di chuyển mảnh ghép màu đỏ vào đây. Chuột phải, Send to Back. Tiếp theo, đưa hình tròn vào. Sau đó, các cô sẽ giữ phím Ctrl, chọn mảnh ghép màu đỏ, chọn hình tròn, chọn Format, chọn Master Shape và chọn Flatten. Tương tự như những mảnh ghép tạo phần lõm, thì các cô cũng sẽ xóa hình tròn được cắt ở đây. Delete. Đây. Và còn mảnh ghép màu vàng và mảnh ghép màu đỏ để có sự liên kết ở đây, các cô cũng có thể tạo phần lõm cho mảnh ghép màu vàng hoặc là tạo phần lồi cho mảnh ghép màu vàng thì tùy ý các cô. Ở đây em sẽ tạo phần lồi cho mảnh ghép màu vàng. Em sẽ nhân đôi hình tròn này ra, sau đó di chuyển hình tròn vào đây. Để tạo được phần lồi cho mảnh ghép màu vàng, các cô sẽ giữ phím Ctrl, chọn mảnh ghép màu vàng, chọn hình tròn, chọn Format, chọn Master Shape và chọn Union. Lúc này ta đã có được phần lồi cho mảnh ghép màu vàng. Và cuối cùng, để liên kết giữa mảnh ghép màu vàng và mảnh ghép màu hồng, thì ta sẽ tạo một phần lõm ở đây cho mảnh ghép màu đỏ. Tương tự như vậy, các cô sẽ di chuyển mảnh ghép màu đỏ vào.
Sau đó chúng ta sẽ đưa hình tròn vào đây. Giữ phím Ctrl, chọn ánh ghép màu đỏ, chọn hình tròn, chọn format, chọn master shape và chọn flatten. Sau đó ta cũng sẽ xóa hình tròn này đi. Và như vậy ta đã được 4 mảnh ghép như thế này. Và sau khi xong những mảnh ghép này rồi thì công việc tiếp theo chúng ta phải đưa hình mà chúng ta muốn cho trẻ ghép. Chúng ta sẽ vào Insert, chọn Picture và chọn bức tranh mà chúng ta muốn cho trẻ ghép. Sau đó chọn Insert. Sau khi bức tranh đã xuất hiện thì chúng ta sẽ đưa bức tranh vào khung ngay từ đầu mà chúng ta đã vẽ. Các cô nhớ là chúng ta canh vừa với khung ngay từ đầu để tí nữa mà chúng ta thực hiện các mảnh ghép sẽ không bị thiếu tranh hoặc là dư ra. Sau khi bức tranh đã đưa vào khung lưới mà ngay từ đầu chúng ta đã vẽ rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho bức tranh ẩn dưới các mảnh ghép, chuột phải chọn Send to Back. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt từng miếng một. Để tiến hành cắt từng miếng một, chúng ta sẽ nhân bức tranh này ra. Các cô cũng giữ phím Ctrl, chọn bức tranh và di chuyển bức tranh này ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt từng miếng một. Bây giờ đưa mảnh ghép đầu tiên mà chúng ta muốn cắt. Sau đó các cô giữ phím Ctrl, chọn bức tranh, chọn mảnh ghép đầu tiên, chọn Format, chọn Master Shape và chọn Interact. Và chúng ta đã có được mảnh ghép đầu tiên. Những mảnh ghép còn lại chúng ta cũng thực hiện tương tự. Chúng ta sẽ nhân đôi bức tranh này ra. Sau đó các cô sẽ đưa bức tranh vào trong khung này và chuột phải chọn Send to Back. Tương tự như vậy, các cô sẽ đưa mảnh ghép thứ hai mà các cô muốn cắt vào khung. Sau đó các cô cũng sẽ giữ phím Ctrl, chọn bức tranh, chọn mảnh ghép, chọn Format, chọn Master Shape và chọn Interact. Như vậy chúng ta đã được mảnh ghép tiếp theo. Và tương tự với hai mảnh ghép còn lại, các cô cũng thực hiện như vậy. Giữ Ctrl, nhân bức tranh này ra, sau đó đưa vào khung. Sau đó các cô sẽ chọn bức tranh, chuột phải và Send to Back. Tiếp theo các cô sẽ di chuyển mảnh ghép thứ ba mà các cô cần cắt vào đây. Cũng tương tự, các cô giữ phím Ctrl, chọn bức tranh, chọn mảnh ghép, chọn Format, chọn Master Shape và chọn Interact. Như vậy chúng ta đã có được 3 mảnh ghép. Và mảnh ghép cuối cùng thì các cô cũng thực hiện tương tự. Các cô sẽ đưa bức tranh vào khung, chuột phải chọn Send to Back. Sau đó các cô sẽ đưa mảnh ghép cuối cùng vào vị trí của mình. Đây là vị trí cần cắt. Sau đó là các cô giữ phím Ctrl, chọn bức tranh, chọn mảnh ghép, chọn Format, chọn Master Shape và chọn Interact. Vậy là chúng ta đã được 4 mảnh ghép như vậy. Đây là một bức tranh hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta muốn cho nổi tất cả các đường viền ghép này thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Các cô sẽ giữ phím Ctrl và chọn hết các mảnh ghép. Sau đó chọn chuột phải, chọn Format Edges. Và các cô chọn Line. Ở phần Transparency này, các cô sẽ kéo lên đây tùy theo ý của mỗi người. Và ở width này, các cô cũng sẽ tăng lên tùy theo ý của mỗi người nhé.
tiếp theo là ta sẽ chọn màu sắc cho đường viền này. Các cô vào đây. Em sẽ chọn màu xanh. Rồi, vậy là nó đã nở lên rồi. Đây là một bức tranh hoàn chỉnh và những mảnh ghép như thế này. Vừa rồi em đã chia sẻ cách làm trò chơi ghép tranh. Em chúc cho các cô thực hiện thành công. Em xin chúc các cô thực hiện thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.